Football Agent hay còn gọi nôm na là cò bóng đá là một trong những công việc hái ra tiền nhất trong bóng đá. Sau nghề cầu thủ và thời buổi hiện nay, Agent nắm giữ những quyền lực vô hạn. Jorge Mendes, Mino Raiola là hai tên tuổi mà có lẽ fan bóng đá nào cũng từng một lần nghe qua bởi những phi vụ bon tấn trong các kỳ chuyển nhượng vừa qua. Nhưng Mendes và Raiola, ai mới là người có sức ảnh hưởng hơn, ai quyền lực hơn? Và ngoài hai cái tên này thì còn những công ty agent hay những tay cò nào có đủ sức vỗ ngực xưng tên cùng điểm qua top 5 siêu cò quyền lực nhất thế giới bóng đá. Và trước khi bước vào video, hãy nhấn vào link đăng ký kênh thứ hai của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh nhé. Bóng đá đang càng đi lên theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì sẽ có càng nhiều những yếu tố bên ngoài sân cỏ tác động vào. Một trong số đó không khác gì ngoài sự xuất hiện của các tay cò, những người trên danh nghĩa là nhà quản lý cầu thủ đang thâu tóm rất nhiều quyền lực của môn thể thao vua. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm qua top 5 siêu cò bá đạo nhất đang chi phối cả thị trường chuyển nhượng cầu thủ rộng lớn các bạn nhé. 1. Volker Struth. Đối với khán giả bóng đá nói chung thì cái tên Volker Struth có vẻ vẫn còn khá xa lạ. Nhưng với riêng các cổ động viên tại Bundesliga thì đây lại là một ông trùm quyền lực thực sự. Với một bản CV cực khủng, 25 tuổi đã tách ra thành lập một công ty của riêng mình, chuyên kinh doanh các vật dụng văn phòng như giấy bút, bàn ghế. Một vài năm sau, công ty của Struth trở thành một trong những đại lý bán lẻ, nguồn cung cấp vật dụng văn phòng lớn nhất của phía Bắc Rhine-Westphalia. Đến năm 40 tuổi, những gì mà Volker Struth sở hữu thật đáng kính nể. Tuy nhiên, với một bộ óc kinh doanh không bao giờ thỏa mãn bản thân cùng niềm đam mê vô bờ bến với bóng đá, người đàn ông đầy quyền lực này đã có những bước đi thần tốc để trở thành tay cò khét tiếng bậc nhất tại Đức. Chỉ trong 10 năm, ông đã biến công ty Sport Total trở thành nhà môi giới số 1 của Đức và nằm trong top 4 của châu Âu, một trong 5 công ty thể thao có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn, với các thương chủ cực kỳ nổi tiếng như Toni Kroos, Marco Reus, Mario Götze. Thương vụ nổi tiếng nhất của Struth có lẽ là màn bốc bát họ kinh điển đưa Götze từ Dortmund sang thẳng đại kình địch Bayern Munich vào mùa 2012-2013. Rồi sau khoảng thời gian cơm không lành canh không ngọt với huấn luyện viên Pep Guardiola, Volker lại xúc tiến giúp người hùng của bóng đá Đức tại World Cup 2014 quay lại mái nhà xưa Dortmund vào năm 2016. 2. Mino Raiola. Nếu để nói về một tay cò vừa tài năng cá tính nhưng cũng đáng ghét bậc nhất trong giới túc cầu, vị trí đó sẽ khó tuột khỏi tay của gã béo Mino Raiola. Từ một kẻ bán bánh pizza nhưng bằng bộ óc của một con cáo già, cùng với độ lương được nâng lên đến tầm vũ trụ, Raiola đã từng bước trở thành ông trùm hợm hĩnh và bị anti nhiều nhất. Sẽ chẳng phải nói thì ai cũng biết huấn luyện viên huyền thoại, bố già Sir Alex Ferguson cay tên béo Raiola này như thế nào. Nhất là sau thương vụ Mino giật dây để Pogba rời MU năm 2012 để sang Juventus với cái giá không đồng. Mới đây nhất, Raiola lại liên tục là cái tên làm chao đảo thị trường chuyển nhượng. Hết biến Gianluigi Donnarumma đang từ người hùng cũng như niềm hy vọng của AC Milan thành một kẻ phản bội, hám danh và là cái gai trong mắt của tất cả những Rossoneri trung thành. Mino Raiola lại biến số phận của Erling Haaland xoay như trong chóng, khiến nhiều lúc giới báo chí cũng phát nản về tương lai của tài năng trẻ cực sáng giá này. Tuy là kẻ phản diện trong mắt rất nhiều người, đặc biệt là các huấn luyện viên là vậy, nhưng chúng ta vẫn không thể phủ nhận tài năng và khả năng đàm phán thượng thừa để giúp thân chủ của mình đạt được nhiều quyền lợi nhất của gã béo này. Đó cũng là lý do vì sao rất nhiều cầu thủ đã tin tưởng và đặt trọn niềm tin về sự đổi đời của mình dành cho ông chủ của Mino Raiola SP. 3. Jonathan Barnett. Đứng ở vị trí tiếp theo trong danh sách, đây là một cây đại thụ trong làng môi giới, Jonathan Barnett. Ông chủ của tập đoàn Stella đang giữ vai trò quản lý tới gần 100 cầu thủ. Người đàn ông đã bước qua tuổi 70 này, đã được biết đến nhiều nhất qua vụ đẩy giá đỉnh của Job mang tên Gareth Bale. Chính Barnett với câu nói nổi tiếng, "Tôi sẽ biến Gareth Bale trở thành cầu thủ đắt giá nhất trên thế giới", đã tạo ra một vụ bom tấn làm rung chuyển thị trường chuyển nhượng lúc bấy giờ. Để khiến Real Madrid phải xòe tiền ra, Barnett đã lôi kéo Man United vào thương vụ này. Theo đó, Barnett nhanh chóng tiếp cận bộ sậu quỷ đỏ trong bối cảnh đội bóng này liên tiếp vô hụt Cesc Fabregas, Ander Herrera, thời điểm David Moyes mới lên nắm quyền. Như cá gặp nước, một loạt tờ báo uy tín khi đó tiết lộ đội chủ sân Old Trafford đã chuẩn bị sẵn 100 triệu bảng để đặt lên bàn đàm phán.
Trước thông tin này, Real Madrid không thể làm lơ và nhanh chóng nối lại đàm phán với Tottenham, và lúc này họ không ngần ngại bỏ ra 86 triệu bảng để có Gareth Bale. Mọi chuyện sau đó thì ai cũng rõ, Gareth Bale trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới của Real Madrid, trong khi David Moyes chỉ chi vỏn vẹn 27 triệu bảng để sở hữu chữ ký của Marouane Fellaini, tất cả nhờ vào sự nhúng tay của Jonathan Barnett. Ngoài ra, phi vụ đền bù cho MU với bản hợp đồng béo bở mang tên Luxor từ Southampton với giá 27 triệu bảng cũng là do một tay Jonathan Barnett chỉ đạo và sản xuất. Năm 2015, tờ Daily Telegraph đánh giá Barnett là một trong 20 người đại diện cầu thủ quyền lực nhất bóng đá thế giới. 4. Jorge Mendes. Có lẽ đây sẽ là cái tên nổi bật nhất trong danh sách ngày hôm nay, bởi vì đơn giản Jorge Mendes đã ở một đẳng cấp quá khác biệt so với tất cả phần còn lại. Tay cò mà bất kỳ người xem bóng đá nào cũng đã từng nghe danh, thực sự chẳng cần phải nói quá nhiều về độ đẳng cấp. Cứ nhìn dàn gà nhà của ông trùm người Bồ Đào Nha này, Jose Mourinho, Thiago Silva, Renato Sanchez, Di Maria, James Rodriguez, Ruben Dias và đặc biệt là huyền thoại đương đại Cristiano Ronaldo là đủ thấy trình độ của Mendes là bá đạo như nào. Năm 2020, tờ Forbes tiết lộ Mendes điều hành công ty Getafe của Bồ Đào Nha. Công ty này chịu trách nhiệm quản lý 122 cầu thủ trên khắp thế giới, trong đó có tới 21 người đang chơi ở Premier League. Có thu nhập cao hàng đầu, Mendes được chính các đồng nghiệp của mình nể phục. Ông từng 3 lần được bình chọn là siêu cò xuất sắc nhất thế giới trong năm. Mendes rất giàu từ các bản hợp đồng mà ông thực hiện, nhưng các khách hàng của ông không bao giờ thấy phiền lòng. Thậm chí họ còn rất tin tưởng khi hợp tác với ông. Nguyên tắc làm việc của Mendes là đặt chữ tín lên hàng đầu. Ông kiếm tiền một cách xứng đáng khi giúp các thân chủ của mình có thu nhập mà họ không thể đạt được nếu làm việc với người đại diện khác. 5. Constantin Dumitrescu. Cái tên Constantin Dumitrescu chắc hẳn sẽ là một sự xa lạ không hề nhẹ với nhiều khán giả. Tuy nhiên, ông lại là người quyền lực bậc nhất trong giới đại diện cầu thủ. Theo đánh giá từ trang Forbes, công ty Mondial Sports Management có giá trị tăng vọt trong vòng 2 năm qua, đưa Dumitrescu trở thành người giàu có nhất, bỏ lại sau lưng cả Mendes. Giải thích cho việc vẫn còn là gương mặt lạ lẫm với nhiều người, dù đang đứng trên đỉnh của ngành cò mồi, có lẽ là do tính cách lập dị cùng việc ngại tiếp xúc với giới báo chí, và cho nên người đàn ông mang quốc tịch Đức gần như vô hình và bí ẩn. Nhưng hãy nhìn vào dàn hảo thủ đang trao niềm tin tuyệt đối vào ông, toàn là những dân chơi hạng nặng như Edinson Cavani, Philippe Coutinho, Douglas Costa, Nemanja Matic, Dimitri Payet, N'Golo Kanté, Raphael Varane, Olivier Giroud. Bảo sao mà quý ngài đây không đứng trên đại lộ của sự danh vọng, uy tín luôn. Thời ăn nên làm ra nhất, Constantin Dumitrescu đã kiếm về cho mình số tiền lên đến 107 triệu đô la chỉ trong vòng 1 năm. Con số thật không thể tin nổi. Quả này thì chắc Mendes hay Raiola cũng tạm xin giơ tay rút lui thua. Vừa rồi là top 5 siêu cò đang chi phối và biến thị trường chuyển nhượng cầu thủ trở thành những miếng bánh béo bở để vỗ béo khát vọng thượng lưu của họ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên like, share và subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.